Cô thì xin chào tất cả các anh, các chị và các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến công đoạn là kiểm tra sản phẩm. Như các anh chị và các bạn đã được cô Thủy hướng dẫn qua rất là nhiều các công đoạn, từ khâu vẽ thiết kế tỷ lệ này, xong rồi đến khâu vẽ ra thành bộ khuôn vật này, rồi đến khâu cắt ra vải và may. Và đến bước này là cái bước mà chúng ta hồi hộp nhất, cũng như là cái bước để chúng ta xem là sản phẩm của chúng ta đã đạt tiêu chuẩn chưa. Vậy thì như thế nào gọi là đạt tiêu chuẩn? Cô đưa ra một cái tiêu chuẩn theo cá nhân của cô. Thứ nhất là chúng ta đang cắt trên một cái form dáng áo dài ôm, cho nên cái tiêu chuẩn đầu tiên của các bạn là phải ôm vừa form và lên được form áo dáng ôm. Cái thứ hai là tất cả các đường chiết ly cũng như là cái phần thân áo phải thật là phẳng. Cái thứ ba là phần cổ đúng theo những gì mà chúng ta muốn thiết kế từ ban đầu. Và cái thứ tư là cái phần tà áo cũng như là các cái đường nét và những cái đường chỉ của các bạn may phải nuột nà và phải thật là phẳng như thế này. Đấy. Vậy thì đấy mới chỉ là bốn cái tiêu chuẩn để gọi là một dáng áo đã được đạt tiêu chuẩn. Còn thêm vào đó nữa thì các bạn cũng phải quan sát xem là khi khách mặc nó đã toát lên được cái ưu điểm và tôn lên được cái ưu điểm của khách chưa, và có che được cái khuyết điểm của khách hay không. Đấy. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ nhìn lại một số những cái chi tiết mà cô vừa kể trên để chúng ta xem là sản phẩm của chúng ta đạt được bao nhiêu điểm các bạn nhé. Đây, các bạn đang nhìn thấy đây là phần cổ này. Đây là phần cổ lệch của chúng ta, thì các bạn thấy là phần cổ này của các bạn may lên ấy thì nó phải dựng được thành như thế này. Phần ly của chúng ta nó phải phẳng và tôn được đường cong như thế này. Và các bạn sẽ nhìn sau một vòng thì các bạn sẽ thấy là phần bên sườn của chúng ta, cái phần tà của chúng ta nó phải phẳng như thế này. Đó. Và cái phần tra khóa các bạn cũng nhìn thấy là nó cũng phải phẳng như thế này. Đấy, các bạn thấy đấy. Thấy có thích không ạ? Sau đó thì các bạn sẽ nhìn ra đằng sau, thì các bạn cũng thấy là đằng sau của chúng ta thì các cái phần ly cũng phải thật là phẳng và không bị sóng tà đằng sau mông. Đấy. Vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy cả một vòng luôn, và cả bên sườn của chúng ta cũng vậy. Các bạn thấy không ạ? Cả bên sườn của chúng ta các bạn thấy các đường nét của chúng ta nó cũng vẫn cũng phải mềm mại bám theo phần cơ thể. Đó. Như thế là các bạn đã nhìn ra được toàn bộ tổng thể của sản phẩm của chúng ta. Và các bạn nhìn thấy cái phẳng, cái tà của chúng ta nó cũng phải thật là phẳng, đúng không ạ? Như vậy thì cô gọi là với một cái bài mà chúng ta đang được thực tập cũng như là đang được thực hành là mẫu đầu tiên, cho nên là với một cái sản phẩm như thế này thì được gọi là đạt tiêu chuẩn. Cô tự thưởng cho mình cũng như là thưởng cho các bạn, khuyến khích các bạn thì có thể áo này được khoảng 9 điểm các bạn nhé. Còn các bạn có thể tự đánh giá theo cách của các bạn.